Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca luân hồi bao lâu nghiệp lực tồn tại thì còn luân hồi vì con người chỉ là biểu tượng cụ thể của nghiệp lực không trông thấy này chết không gì khác hơn là sự chấm dứt tạm thời của hiện tượng tạm bỡ ấy chứ không phải là sự hủy diệt hoàn toàn của con người đó cuộc sống hữu cơ kết thúc nhưng nghiệp lực tồn tại hoàn toàn không bị xáo trộn bởi sự tan rã của thân xác nhất thời này. Sự chấm dứt chập tư tưởng cuối cùng của người chết hiện tại quyết định một thức mới trong kiếp sống sau. Chính do nghiệp bắt nguồn từ vô minh và dục vọng đã tạo điều kiện cho sự tái sanh. Nghiệp quá khứ tạo điều kiện để ta luân hồi trong kiếp hiện tại và nghiệp hiện tại cùng với nghiệp quá khứ tạo điều kiện để ta luân hồi trong kiếp tương lai Hiện tại là con đẻ của quá khứ và trở thành cha mẹ của tương lai. Nếu chúng ta quyết chắc rằng có quá khứ, hiện tại và cuộc sống vị lai thì tất nhiên chúng ta phải đứng trước một vấn đề bí ẩn. Nguồn gốc cuối cùng của đời sống là gì? Hoặc phải có một sự bắt đầu, hoặc không có sự khởi thủy của đời sống. Một học thuyết nhằm cố gắng giải quyết vấn đề chủ trương nguyên nhân đầu tiên của đời sống là thượng đế được xem như một năng lực hay một đấng toàn năng một học phái khác phủ nhận có nguyên nhân đầu tiên vì theo kinh nghiệm chung nhân sanh quả và quả trở thành nhân trong chuỗi dài nhân và quả như thế ta không thể quan niệm một sự khởi đầu theo khuynh hướng thứ nhất đời sống có một khởi điểm còn lý thuyết thứ hai thì không có khởi điểm theo quan điểm khoa học chúng ta là sản phẩm trực tiếp của tinh trùng và trứng của cha mẹ sanh ra vậy trước đời sống của ta bắt buộc phải có đời sống của cha mẹ ta nhưng về chất nguyên sinh đầu tiên của sự sống thì các nhà khoa học không thể giải thích được theo phật giáo chúng ta sinh ra từ bào thai hành động cha mẹ chỉ cấp dưỡng một phần rất nhỏ như vậy trước một chúng sanh trong kiếp hiện tại phải có một chúng sanh trong kiếp quá khứ trong lúc thọ thai chính nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho thức đầu tiên làm nguồn sống cho bào thai chính nghiệp lực vô hình phát sinh từ kiếp quá khứ đã tạo nên hiện tượng tinh thần và hiện tượng của sự sống trong một hiện tượng vật chất sẵn có để gồm đủ ba yếu tố nhằm cấu tạo nên con người có người sanh ra chỗ này tất nhiên phải có chúng sanh chết ở nơi khác sự tái sinh của một chúng sanh hay nói đúng ra là sự phát sinh của ngũ uẩn hoặc những hiện tượng tâm vật lý trong kiếp hiện tại tương ứng với sự chết của một chúng sinh trong kiếp quá khứ cũng như người ta thường nói khi mặt trời mọc tại nơi này tức là mặt trời lặn ở một chỗ khác lối diễn đạt bí ẩn này có thể được hiểu rõ ràng hơn khi ta tưởng tượng cuộc sống như một làn sóng chứ không phải là một đường thẳng sanh và tử chỉ là hai giai đoạn trong một tiến trình sanh rồi tử và tử để rồi sanh sự tiếp nối bất tận của chuỗi sanh tử này gắn liền với mỗi dòng sống của cá nhân tạo nên điều mà thuật ngữ gọi là luân hồi, samsara, một cuộc đi tái diễn vòng tròn. Nguồn gốc cuối cùng của đời sống là gì? Đức Phật dạy rằng, sự luân hồi này không biết bao giờ mới chấm dứt. Chúng sanh lúc khởi đầu vì bị vô minh che lấp và trói buộc bởi tham dục, nên đã mãi lang thang đi xa, không nhận biết được. Dòng đời này cứ tiếp tục chảy, chừng nào nó còn được nuôi dưỡng bởi nước bùng của vô minh và ái dục. Chỉ khi nào con người muốn đoạn diệt hết vô minh và ái dục, dòng đời lúc ấy mới ngừng chảy và luân hồi cũng chấm dứt như trường hợp của chư Phật và các vị A La Hán. Khởi điểm đầu tiên của dòng đời này ta không thể xác định, vì giai đoạn của dòng sống ta không thể nhận biết được khi nó chứa đầy vô minh và tham dục ở đây đức phật chỉ viện dẫn về sự khởi đầu dòng sống của mỗi chúng sanh và để cho các khoa học gia suy luận về nguồn gốc và sự tiến hóa của vũ trụ đức phật không cố gắng giải quyết tất cả những vấn đề đạo đức và triết học vốn làm rối trí nhân loại ngài cũng không đề cập đến những học thuyết và lý luận không hướng tới sự giải thoát hay cải thiện con người. Đức Phật cũng không đòi hỏi nơi tín đồ của ngài một đức tin mù quáng về nguyên nhân đầu tiên của sự sống. Duy nhất ngài chỉ thảo luận đến vấn đề khổ đau và chấm dứt sự khổ. Với mục đích thực tế và rõ ràng trong ý tưởng này, tất cả mọi vấn đề không thích dụng khác, Đức Phật đều hoàn toàn không đề cập tới nhưng làm sao chúng ta có thể tin rằng có một kiếp sống quá khứ bằng cớ giá trị nhất mà người phật tử có thể dẫn chứng về sự luân hồi là do nơi đức phật vì ngài đã phát triển trí tuệ đến trình độ ngài có thể thấy nhớ đến những kiếp quá khứ và vị lai theo lời dạy của đức phật các đệ tử của ngài cũng tu tập phát triển trí tuệ này để có thể nhớ lại ít nhiều những kiếp trước của họ ngay cả các đạo sĩ Ấn Độ trước thời Đức Phật cũng đặc biệt có được những thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông và nhớ lại đời trước. Cũng có một số người do luộc giao cảm bất ngờ nhớ lại kiếp quá khứ hoặc những đoạn nào đó trong kiếp trước của họ. Các trường hợp như vậy rất hiếm. Nhưng qua những lần họ được thí nghiệm, nhiều trường hợp đã mang lại một vài tia sáng Đối với quan niệm về kiếp quá khứ, đó là kết quả thí nghiệm của các nhà siêu linh học và những sự kiện huyền bí mà ta gọi là triệu hồn và âm linh nhập. Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã kể lại những kinh nghiệm ở kiếp trước của họ, trong khi một vài kẻ khác không những thấy được kiếp quá khứ của người khác mà còn nhờ đó chữa được bệnh nhân đôi khi chúng ta gặp những hiện tượng bí ẩn mà chúng ta không thể nào giải thích nổi ngoại trừ tin vào sự tái sinh có bao lần chúng ta gặp người mà chúng ta chưa từng gặp nhưng tự nhiên trong trí chúng ta nhớ chừng như đã quen biết họ đâu vậy bao nhiêu lần ta viếng thăm những nơi mà ta chưa đến nhưng ta có cảm tưởng như quen thuộc hoàn toàn với cảnh ấy từ lúc nào Đức Phật đã dạy, do sự thân cận quá khứ hay lợi ích hiện tại, mối tình thâm thời xa xưa đấy lại nổi dậy như cánh sen vượt lên mặt nước. Do sự thí nghiệm của các nhà tâm linh học hiện đại, những sự giao cảm với ma quỷ, các hiện tượng gọi hồn kỳ bí và đồng cốt nhập đã làm sáng tỏ phần nào về vấn đề luân hồi. Trên thế gian có những bậc cao siêu những đấng toàn giác như chư phật làm sao họ tiến hóa bất ngờ như thế được có thể nào chỉ trong một kiếp sống mà các vị ấy thành tựu được kết quả xuất chúng như vậy chăng chúng ta giải thích thế nào về trường hợp các vĩ nhân như ngài buddha hosa Banini kalidasa homer và plato những thiên tài như shakespeare và thần đồng như pascal mozart Beethoven, Raphael, Ramunuyan, vân vân. Thuyết truyền thống không đủ để giải thích các trường hợp đó. Nếu trong ông bà, cha mẹ, con cháu các vị ấy cũng có những vị thần đồng, dù khá hơn họ, thì cũng có thể chứng minh được thuyết truyền thống. Làm sao họ có thể đạt đến trình độ siêu việt như thế nếu trong kiếp trước họ chưa sống cuộc đời cao thượng? và đã gặt hái được những kinh nghiệm tương tự phải chăng là do sự ngẫu nhiên đã đưa đẩy họ sinh trưởng trong các hoàn cảnh thuận lợi và gia đình có những bậc cha mẹ đặc biệt đó với thời gian vài năm hay nhiều lắm là một trăm năm mà chúng ta hiện hữu ở thế gian này chắc chắn là chưa đủ đối với sự chuẩn bị cho một cuộc đời vĩnh cửu nếu chúng ta tin rằng có hiện tại và tương lai hẳn nhiên chúng ta tin có quá khứ hiện tại là con đẻ của quá khứ và cũng là cha mẹ của tương lai nếu chúng ta có những lý do tin rằng có kiếp sống trong quá khứ thì chắc chắn không có lý do gì để không tin rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục sống sau khi kiếp hiện tại kết thúc chính đời sống quá khứ và vị lai đã giải thích rõ ràng cho lý do tại sao trong đời những người đạo đức thường chịu nhiều khổ cực còn những kẻ gian ác lại gặp cảnh giàu sang một văn hào tây phương nói chúng ta giàu tin có kiếp sống quá khứ hay không niềm tin này vẫn là giả thuyết hợp lý duy nhất để tạo nên nhịp cầu vượt qua những hố ngăn cách trong sự hiểu biết của con người về các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày lý trí giúp ta biết rằng ý niệm về kiếp sống và nghiệp báo quá khứ có thể giải thích về trình độ khác biệt giữa hai đứa trẻ sinh đôi và làm sao con người như shakespeare với những kinh nghiệm giới hạn có thể miêu tả chính xác một cách kỳ diệu biết bao nhân vật thuộc nhiều loại khác nhau những cảnh tượng mà thực ra ông ta không thể biết được nó giải thích tại sao tác phẩm của các bậc thiên tài đã vượt trội hẳn kinh nghiệm mà họ có thể có nó giải thích hiện tượng thần đồng sự khác biệt sâu xa về mặt tinh thần và đạo đức trí óc và thể xác về điều kiện tình thế và hoàn cảnh chung quanh mà ta có thể quan sát được khắp nơi trên thế gian có thể nói rằng căn cứ vào thực nghiệm lý thuyết luân hồi không thể nào chứng minh và cũng không có thể bác bỏ mà nên chấp nhận nó như một sự kiện xác thực hiển nhiên đức phật dạy thêm rằng nguồn gốc của nghiệp báo là do vô minh không hiểu biết về tứ diệu đế cho nên vô minh là nguyên nhân tạo nên sự sanh tử và khi chúng ta tu tập chuyển đổi vô minh thành giác ngộ thì sự sanh tử luân hồi tất nhiên sẽ chấm dứt kết quả của phương pháp phân tích này được lược tóm trong lý thập nhị nhân duyên